Hello các bạn, hôm nay chúng ta có chủ đề về tình yêu ha, là tình cảm thực sự mà người đó dành cho bạn là gì. Thì với chủ đề này thì mình dành cho những bạn mà có một đối tượng trong trái tim của bạn nha. Bạn nghĩ về người đó và bạn thắc mắc là tình cảm thực sự của họ dành cho bạn là như thế nào nha. Rồi, các bạn tụ 1, Thạch Anh Vàng. Rồi, các bạn tụ 2 là Thạch Anh Tím. Tụ 3 là Thạch Anh Khói. Rồi các bạn chọn nha. Ok. Xin chào các bạn tụ 1. Chúng ta xem là tình cảm thực sự mà họ dành cho bạn là gì. Ok. Chúng ta có kỵ sĩ gậy, devil, wow, kỵ sĩ gậy, devil và justice. Rồi lá cuối của chúng ta là hai gậy. Trước tiên thì mình thấy là cái sự tác động ảnh hưởng cái năng lượng lên nhau của hai bạn cực kỳ mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Trong thời gian này có vẻ như là một trong hai người bị kích hoạt cái sự nóng nảy á. Bạn nóng nảy, bạn muốn tìm hiểu một cái điều gì đó ha. Hai bạn có một cái sợi dây kết nối rất là mạnh mẽ nha. Đôi khi bạn có cảm giác giống như là quá mãnh liệt như năng lượng của twin flame. Đôi khi thì bạn thấy y hệt như là duyên nợ cái nghiệp quả nào đó giữa hai bạn ha, một sợi dây ràng buộc. Cho nên cái kết nối của bạn là nhiều lúc là bạn thấy kết nối sao quá mãnh liệt, cho nên cái tác động lên nhau rất là mãnh liệt ha. Rồi để ở đây mình xem thì đó là cái thứ nhất, tức là các bạn thấy cái sợi dây ràng buộc rất là mạnh. Và cái nữa thì mình đang thấy trong đây sẽ có một trong hai bạn á, thì sẽ có một người đang nỗ lực rất nhiều ha, tìm tòi nghiên cứu đọc hiểu, hoặc là đang nỗ lực, đang phân vân rất nhiều trong cái công việc của họ, đang phải suy nghĩ nhiều trong công việc á. Để mình thêm và cái tình cảm của hai bạn đang ở cái giai đoạn bạn muốn được cái sự công bằng nhiều hơn. Hai bạn đang muốn tạo dựng cái sự bình yên, sự cân bằng, sự hài hòa trong cái kết nối của hai bạn nhiều hơn. Tức là bạn không muốn cái năng lượng của bạn kích hoạt cái người bên kia, và ngược lại, cái người bên kia cũng vậy, không có muốn cái năng lượng của họ ảnh hưởng lên bạn một cách quá mức ha. Cho nên bạn thấy là cái kết nối của bạn rất là tâm linh nha. Tại vì cho dù các bạn có ở gần nhau, tương tác với nhau thường xuyên hay là ở xa nhau chăng nữa, thì các bạn cực kỳ ảnh hưởng cái năng lượng lên nhau. Ví dụ như cái tâm trạng của bạn ha, là bên kia có thể hiểu được, giống như trực giác các cảm nhận, hiểu được bên đây tâm trạng bạn ra sao. Và bên kia cũng vậy, giống như cái tâm trạng của họ là bạn tự nhiên bạn cũng sẽ cảm nhận được là bên kia họ đang vui hay buồn. Nhưng mình cảm thấy là hiện tại hai bạn cũng đang ở trong một cái giai đoạn là muốn có sự công bằng nhiều hơn trong cái mối quan hệ, tức là muốn cân bằng được nhiều hơn. Tại vì từ devil mà chuyển qua justice thì chứng tỏ là các bạn không có muốn ảnh hưởng lên nhau quá mức, giống như kiểu là không, người này không muốn lệ thuộc cảm xúc vào người kia, hay không có muốn là thao túng tâm lý nhau, mà các bạn muốn sự công bằng giữa hai bên. Rồi, các bạn nghe đúng với lại cái năng lượng của các bạn thì các bạn sẽ nghe tiếp ha, để biết được cái tình cảm thực sự họ dành cho bạn là như thế nào. Kỵ sĩ Su. Rồi. The Moon. Trời ơi, ở trên Devil còn ở dưới là The Moon nè. Ui, The Star. Ở trên Justice, ở dưới The Star. Cực hay nha. Và King of Wands. Đây nè, kiểu như
hai bạn không có kiểm soát được cái cảm xúc cả hai luôn, hoặc là một trong hai nhưng mình lại nghĩ cả hai nhiều hơn. Ví dụ như bên bạn, bạn đang có chuyện gì cái cảm xúc của bạn nhiều lắm thì bên bạn có thể ảnh hưởng tới bên kia ha, bên kia cũng sẽ giống kiểu đứng ngồi không yên, hoặc là ngược lại, tức là bên kia đang có cái chuyện gì đó mà họ đang bị mất cân bằng về cảm xúc á, thì bên bạn cũng sẽ có cảm giác y hệt như một cái sợi dây ràng buộc á, bạn cũng sẽ có cảm giác đứng ngồi không yên luôn, cái bạn cũng sẽ không kiểm soát được cái cảm xúc của bạn luôn, tại phía trên là devil, ở dưới là the moon nè, y hệt như năng lượng của tinh lem nha mọi người. Tùy vào mỗi người quan điểm twin flame là như thế nào. Còn đối với mình á, thì mình cái cách mình hiểu về twin flame á là cái passion ignite, tức là cái sợi dây kết nối á, cái sự ảnh hưởng lên nhau nó quá mãnh liệt. Rồi em, cái xu hướng á, hai bạn á, thì sắp tới là mình cảm thấy là cái xu hướng phát triển lên rất tốt nha. Justice the star, cái xu hướng là bạn sẽ thấy được là cái mối quan hệ của các bạn ha, cân bằng hài hòa hơn, rõ ràng hơn cực kỳ luôn, trong cái lời nói hay cái hành động, hoặc là những cái kế hoạch vô cùng là rõ ràng sẽ cho nhau biết. Cái nữa là cái năng lượng the star, tức là cái tình cảm của hai bạn càng ngày đi theo cái xu hướng nó sẽ tích cực lên dần nha, sẽ tích cực. Tức là nó có nhiều những cái hy vọng nè, nó có nhiều những cái tươi sáng hơn trong cái mối quan hệ giữa hai bạn ha. Đi từ cái sự ràng buộc lệ thuộc cảm xúc vào nhau, nó sẽ chuyển qua cái trạng thái cực kỳ là cái năng lượng nó tích cực và tươi sáng hơn trong cái mối quan hệ giữa hai bạn ha. Hai bạn cũng sẽ chia sẻ cái ước mơ, cái tương lai với nhau nhiều hơn và sẽ giữ cân bằng được tốt trong cái mối quan hệ giữa hai bạn, cũng như là khi nhấp quan mà cái người này, ví dụ như cái suy nghĩ của họ là gì, công việc của họ đang ra sao, cái kế hoạch tương lai như thế nào, thì họ cũng sẽ là cho các bạn biết một cách vô cùng là sáng tỏ nhiều hơn ha. Như vậy thì chứng tỏ là cái tình cảm giữa hai bạn là thật, cái tình cảm mà rất là thật, tức là rất là yêu thương nhau, yêu thương, các bạn yêu thương nhau một cách rất là mãnh liệt luôn á. Đôi khi các bạn còn đặt cái câu hỏi là không biết là có duyên, có nợ, có mắc nợ gì nhau hay không nữa. Nhiều khi các bạn sẽ suy nghĩ như vậy nữa. Và các bạn thấy thì cái tình cảm sẽ ngày càng được thể hiện một cách vô cùng rõ ràng á. Và cái tương lai như thế nào, cái công việc ra sao, cái tương lai, cái ước mơ cho cái mối quan hệ này như thế nào, thì cái người này sẽ cho bạn biết rất là rõ ràng ha. Tại cái xu hướng đang phát triển là như vậy. Ok, mình đang thấy cái năng lượng của hai bạn nó giống như vượt cái giai đoạn mới đầu tìm hiểu yêu nhau ha, mà đến cái giai đoạn y hệt như là có cảm giác là tình thân á, có cảm giác giống như là mình có duyên, mình mắc nợ người ta luôn ha. Hai bên á, tức là có duyên và có nợ ha, cái sợi dây ràng buộc rất là rõ. Ở đây mình còn thấy ha, về công việc nè, hoặc là việc học ha, các bạn sẽ đều bước qua cái giai đoạn tươi sáng hơn nhiều nha. Ví dụ như kỹ sĩ Su nè, thì mình thấy là có triển vọng trong cái công việc nè, The Star nè, là có triển vọng để các bạn đạt được những cái mục tiêu tương lai ước mơ ha. Be in the present and dream of the future, chứng minh tình yêu nè. Rồi, back to what you love, bạn hãy cứ là chính bạn nha. Con người thật của bạn như thế nào đấy, bạn hãy cứ là chính bản thân, và bạn hãy chánh niệm ở cái thời điểm hiện tại á. Cứ tĩnh tâm, cứ điềm tĩnh, cứ tập trung vào trong cái thời điểm hiện tại và lập kế hoạch cho tương lai. Và cái tình cảm của các bạn á, thì cả hai sẽ bắt đầu chứng minh được cái tình yêu cho nhau á. Tức là cả hai sẽ bằng tìm ra những cái điều rất là quan trọng để thể hiện cái tình yêu và để vận hành cái mối quan hệ này. Và cái mối quan hệ này sẽ không có làm cho bạn bị đánh mất chính mình đâu nha. Ban đầu cái năng lượng devil xuất hiện á, thì đôi khi các bạn sẽ có cảm giác mình đang bị lệ thuộc cảm xúc vào nhau một cách dữ dội, mãnh liệt. Rồi đôi khi các bạn cứ nghĩ rằng chắc là chúng ta đang đánh mất đi cái sự độc lập
nhưng mà không có đâu nha. Back to what you love là bạn cũng sẽ được là chính mình trong cái mối quan hệ nè. Bạn yêu thích điều gì đó thì bạn chắc chắn sẽ quay trở lại với đúng chính xác là con người thật của các bạn ha. Ok, mình xin kết thúc thông điệp nha. Bye bye. Xin chào các bạn tù 2. Hãy nghĩ đến một người và chúng ta xem là thực sự tình cảm của người ấy dành cho bạn là như thế nào nha. Bốn kiếm. Yeah, King of Wands. Trời ơi, người ấy của bạn hả? Vô cùng nổi bật ha. Chính vậy. Nhưng bạn cũng có thể là King of Wands ha, bạn hoặc là họ. Rồi, Seven of Wands, bảy gậy. Ui my god, mình đang thấy hả? Cái năng lượng của hai bạn như thế này nè, các bạn nghe check qua coi có hợp hay không nha. Còn không hợp các bạn đổi tụ khác ha. Thì mình đang thấy hình như các bạn đang rất là căng thẳng với nhau. Trời, bốn kiếm, chín gậy, bảy gậy. Trong thời gian này các bạn vừa mới tranh cãi hả? Hoặc là các bạn đang bị kích hoạt cái sự nóng nảy, nóng tính nè. King of Wands đây là một người rất nổi bật ha. Một người rất là thẳng thắn. Mọi thứ đều là thể hiện rất là rõ ra bên ngoài. Cảm xúc họ ra sao, họ muốn nói điều gì thì sẽ vô cùng rõ ràng và thẳng thắn. Nhưng chính cái sự thẳng thắn của cái người này đôi khi làm cho các bạn bị nóng tính. Thì các bạn cứ thấy rằng một cái người quá thẳng thắn á, quá thẳng thắn thì sẽ dễ bị mất lòng. Như vậy có thể là các bạn vừa mới tranh cãi, hoặc là cho nên vừa mới tranh cãi với nhau, cho nên là bên nào cũng là ở về một phía đứng phòng vệ, phòng bị ha, và đứng với kiểu tinh thần rất là chiến đấu. Đó. Người này bộc trực, thẳng tính và có nhiều những cái có ưu điểm rất là nổi bật. Cũng có thể đây là một người đẹp về cả ngoại hình đó, hoặc là một người rất nổi bật trong cách giao tiếp tương tác, hoặc là rất giỏi trong cái công việc, hoặc là cái khả năng xử lý công việc của họ rất là tốt đó, khả năng hành động tốt. Đây cũng có thể là một người dễ dàng gây cái sức ảnh hưởng ha, gây sức ảnh hưởng, truyền cảm hứng, hoặc là cũng có những cái ưu điểm như là khuyến khích, động viên người khác rất tốt á. Thậm chí bề ngoài của họ cực kỳ là nổi bật, cực kỳ sáng, thậm chí là cái phong cách họ ăn mặc cũng có thể rất là đẹp luôn. Rồi cũng có thể họ đạt được những cái thành tựu tốt ha. Thành tựu tốt hoặc là trong một cái nhóm làm việc chung hoặc là nhóm bạn bè, thì cái người này cũng sẽ có cái xu hướng dễ trở thành cái người là nổi bật á, nổi bật dẫn dắt người khác được. Người này cái ưu điểm thì có thể vui vẻ, tính cách vui vẻ, hay cười, nói chuyện, tương tác, giao tiếp cực nổi bật. Nhưng mà khuyết điểm thì có thể là nóng tính. Và cái mối quan hệ của hai bạn dường như là đang tranh cãi gì đó với nhau nha. Có vẻ như đang rất là căng thẳng với nhau. Tại yếu tố lửa nó nổi lên rất là rõ. Bảy lửa là chính lửa, vua lửa. Bạn có cái xu hướng của bạn á, bạn có cái sự điềm đạm ở phía bên ngoài. Ví dụ như, nhưng mà cái nội lực của bạn thì rất mạnh. Bạn giống như một người cứng rắn, độc lập, có lập trường vững, mạnh mẽ về bên trong. Còn cái bên ngoài thì bạn sẽ có cái xu hướng á, người ta thấy được cái sự kiên quyết của bạn. Ví dụ như hai bên có tranh cãi với nhau á, thì cái người này sẽ thấy được cái lập trường của bạn rất là vững. Nhưng bốn kiếm á, là bạn có thể bạn sẽ không có nói nhiều ha. Nhưng mà bạn sẽ cho người ta thấy được cái ý của các bạn á, cái suy nghĩ của bạn á, rất là vững chắc. Rồi, các bạn nghe khớp năng lượng thì nghe tiếp nha. Ở đây mình thấy có một số trường hợp giống như họ có thể là, trời ơi, tự nhiên cái lá này nhảy ra nè. Họ có thể là sếp của bạn ha. Tại vì ở đây là King of Wands nè. Họ có thể là quản lý, là sếp của bạn ha. Chúng ta chỉ lấy cái lá lật lên nha. Nữ hoàng kiếm. Ba gậy.
2 xu. Ủa sao gậy nửa quá trời vậy ta? 8 gậy. Đủ hoàn kiếm hả? Hai bạn đang rất là căng thẳng với nhau hay sao? Mình thấy các bạn sẽ không có chênh lệch tuổi nhau nhiều ha. Có thể chênh lệch khoảng 5 tuổi trở lại thôi. Hai bạn cũng có thể làm việc chung về cân tài, cân sức thì cũng cân với nhau á, cân với nhau tốt. Rồi nhưng cấp bậc vị trí hả? Thì cũng có thể một người sẽ trên một cấp bậc so với người còn lại ha. Hai bạn hình như là đang rất căng thẳng với nhau, căng thẳng trong công việc, bị bất đồng quan điểm. Cho nên là kích hoạt cái sự nóng nảy cực nhiều ha. 8 gậy là các bạn thấy không? Rất là nóng nảy. Hoặc còn một số trường hợp nữa thì mình có thấy là dường như các bạn đang cân bằng lại cuộc sống và tiền bạc á. Ví dụ như công việc, cuộc sống, tiền bạc thì một trong hai đang rất là căng thẳng để giữ cái sự cân bằng tốt. Cho nên ít nhiều cái tình cảm có thể đang bị ảnh hưởng ha. Ok. Mình thấy các bạn là một cặp đôi á. Nhưng các bạn đang để ý nhau, hoặc thậm chí các bạn cũng có thể quen nhau một thời gian rồi ha. Nhưng mà các bạn đang trong cái giai đoạn rất là căng thẳng với nhau. Cái ưu điểm ở đây là các bạn là hai cá thể rất là độc lập. Thì cái người này là cái tình cảm họ dành cho bạn là thật, không có giả nha. Không có, tức là con người thật của họ như thế nào, cái cảm xúc thật của họ ra sao, cái tình cảm thật của họ như thế nào thì họ đều thể hiện một cách rõ ràng và thẳng thắn ra cho bạn biết nha. Rất là thể hiện rõ ra, không có mù mờ, không có mập mờ. Be supportive, practice compassion. Rồi, các bạn đang rất là căng thẳng. Một là đang rất căng thẳng với nhau, hai là một trong hai các bạn có những cái tổn thương riêng nha, tổn thương riêng, một cái tổn thương nội tâm riêng. Nhưng mà mối quan hệ của hai bạn thì be supportive, là đang điều chỉnh. Tức là các vị thiên thần là đang ủng hộ, đang chữa lành lại cái mối quan hệ giữa hai bạn, tức là không để cho cái tình trạng căng thẳng như thế này tiếp tục kéo dài. Sẽ năng lượng tình cảm của hai bạn sẽ có xu hướng chữa lành nha. Có xu hướng là tha thứ, chữa lành cho nhau á. Nhưng mà tại cái thời điểm này là cái thời điểm mà lửa đang lên rất là cao, tức là đang mâu thuẫn á, đang mâu thuẫn với nhau rất là nhiều. Rồi các bạn chờ mình thêm ha. Ok, chúng ta tiếp tục nha. Tại vì á, các bạn tụi hai á, làm cho mình là muốn phải thêm. Để mình xem thêm nha. Tại thấy đang căng thẳng nè. Có xu hướng á, là thiên thần chữa lành cái mối quan hệ giữa hai bạn. Có xu hướng là các bạn sẽ tha thứ cho nhau đó. Nhưng mà tại vì nếu mình dừng lại tại đây thì mình sợ các bạn sẽ rất là thắc mắc. Tại nó ít dữ liệu quá đó. Cho nên là mình thêm. Change your focus. Wow, nurture như thế là mừng rồi đó mọi người, đúng là chữa lành. Ui đây nè, trời linh ha. Come, being together. Các bạn sẽ sum họp lại. Ui đây nè, đừng sao tim nè. Chính xác, mối quan hệ của hai bạn sẽ không có căng thẳng nữa. Rất là yêu thương nhau nữa là khác. Tình cảm của họ dành cho bạn ha, rất là, thật sự là rất yêu thương nhau nha. Ở đây á, thì một trong hai khả năng chắc là bạn đây nè. Bạn nên thay đổi cái cách suy nghĩ vấn đề ha, đổi cái hướng suy nghĩ vấn đề đi. Đừng có suy nghĩ làm sao mà để cho mình kích hoạt cái nóng tính lên, nó là không nên, mà nên đổi cách suy nghĩ đi ha. Cái nguồn năng lượng nữ tính đang phát huy là, tức là mối quan hệ của hai bạn sẽ được nuôi dưỡng trở lại, sẽ được bảo vệ, sẽ được vun đắp, sẽ được nuôi dưỡng tốt trở lại ha. Chữa lành luân xa trái tim nha. Và rất là yêu thương nhau luôn. Yêu thương, nâng đỡ, hỗ trợ, rất là trân trọng nhau, bảo vệ nhau nữa. Còn là bảo vệ nhau, chăm sóc nhau nữa. Cho nên là cái mối quan hệ của hai bạn thì từ từ bạn sẽ thấy ha, chuyển từ giai đoạn nóng tính mâu thuẫn sang cái giai đoạn mà rất là yêu thương nhau nha. Sorry, ở phía ngoài bị ồn quá đó. Ok. Trời ơi, quá đẹp luôn á mọi người. Mình xin kết thúc thông điệp nha.
Bye bye. Xin chào các bạn tụ ba. Chúng ta xem là tình cảm mà người ấy thực sự dành cho bạn là gì. Để đây nha. Eight of Swords, một kiếm. The Moon, năm gậy. Hai gậy nha. Sau mình đang thấy cái năng lượng của các bạn á. Đây là cái người mà họ đang có thể suy nghĩ rất là nhiều, hay họ nội tâm. Họ dành thời gian tĩnh lặng nội tâm, dành thời gian một mình để họ suy nghĩ rất nhiều về một cái quyết định. Một cái quyết định mà nó giống như là bắt buộc phải được đưa ra. Hoặc cái người này nè, đang trong cái trạng thái chưa có được bình an. Cái trạng thái của họ còn rất là hỗn loạn, bồn chồn. Họ bất an, họ nóng nảy về cái công việc của họ hoặc là cái việc học của họ nha. Như thế này thì các bạn thắc mắc về tình cảm của họ dành cho bạn là đúng rồi. Tại vì cái người này quá là ưu tiên vào trong cái công việc hoặc việc học ở thời điểm này. Mà cái tâm trạng họ cũng không có được bình yên nữa, kiểu như rất là nóng nảy, bồn chồn, bất an. Cho nên là giống như kiểu họ đang không có nhiều cái thời gian để có thể tập trung vào trong cái tình cảm, cảm xúc. Đôi khi bạn thấy họ sẽ không có nói nhiều nữa mà họ cứ tập trung vào trong cái công việc, làm y hệt như là cái thế giới của họ hiện tại lúc này chỉ là công việc hoặc là việc học thôi, tìm tòi nghiên cứu cái gì đó. Cho nên bạn thấy về cái cảm xúc thì cực kỳ là khô khan. Cho nên thành ra nếu như bạn có hoang mang về cái tình cảm của người này dành cho bạn là hoàn toàn đúng. Là hoàn toàn đúng ha. Tại vì cái người này quá là tập trung, dường như là gần 100% vào cái công việc hoặc là việc học của họ. Họ cái ứng xử của họ nó bị lệch á. Thay vì người ta cân bằng hang gia đình, tình cảm, công việc, còn cái người này họ đang bị mất cân bằng, cho nên thành ra họ mới ở trạng thái của năm gãy, là một cái trạng thái hỗn loạn. Tại vì họ không có cân bằng cái khía cạnh tình cảm với công việc mà họ lờ thẳng vào trong cái công việc. Cho nên nếu mà bạn yêu họ ở trong cái giai đoạn này thì rất là tội cho bạn luôn, tại vì bạn sẽ cảm thấy sao cái tình cảm nó khô khan thế này á. Một xu. Trời ơi, mãi mới thấy kỵ sĩ nước. Nãy giờ mới thấy. Ui trời ơi, hai ly. Được quá, trời ơi, tụi ba đẹp nhất, tuyệt nhất. Trời ơi, các bạn thấy cuộc đời nó hay không? Cái người mà khô khan nè, không có biết thể hiện tình cảm nè, mà tình cảm lại vô cùng chân thật. Là yêu thương các bạn rất nhiều luôn. Chuẩn bị tới đây thì cái người này sẽ thể hiện cảm xúc với bạn nhiều ha. Tỏ tình nè, hoặc là thể hiện cái cảm xúc ra nhiều lắm. Khác hoàn toàn với họ ở cái giai đoạn trước lắm. Giống như giai đoạn trước bạn thấy họ như kiểu như là đâm đầu đâm cổ vào trong công việc, việc học, túi bụi luôn. Nhưng mà rồi bạn chuẩn bị thấy nè, một cái sự bắt đầu mới nè, sự khởi đầu mới nè. Một cái cơ hội cực kỳ sáng lạn luôn ha. Họ đem cái cảm xúc đến, họ thể hiện ra cho bạn rõ ha. Hai bạn sẽ trở thành một cái cặp đôi chính thức ha. Còn nếu như các bạn đang là cặp đôi chính thức rồi thì bạn sẽ rất hạnh phúc trong thời gian tới luôn. Bởi vì tình cảm của người này cực kỳ chân thật nha. Nếu như bạn đã là cặp đôi chính thức rồi thì các bạn thấy là cái thời gian các bạn dành cho nhau sẽ rất là chất lượng. Chẳng hạn đi cùng với nhau ha. Tâm sự chia sẻ với nhau, thậm chí ăn mặc mặc đồ đôi giống nhau nữa ha, mặc đồ cùng màu giống nhau nữa, và có sự cam kết nhiều hơn ha. Còn nếu như cái người này chưa có tỏ tình chính thức với bạn thì sắp tới sẽ là một cái sự tỏ tình chính thức nha. Ở đây có yếu tố the world thì sẽ có một số trường hợp các bạn có khoảng cách địa lý, khoảng cách giữa hai quốc gia khác nhau. Hoặc là the world là một cái thông điệp, là một cái sự thành công cho cái người này nữa. Người này có thể công việc, việc học của họ thành công ha.
học hành thi cử, công thành danh toại, hoặc là họ hoàn thành xuất sắc trong cái công việc của họ. Và cái the world nó cũng mang cái ý nghĩa là cái tình cảm của hai bạn nó rất là hoàn hảo, nó vẫn rất là hoàn hảo ở đây nha, rất là hay. Có sự hoàn hảo trong cái không hoàn hảo ha. Ví dụ như có giai đoạn bạn thấy khô khan, có giai đoạn bạn thấy sao không có thể hiện tình cảm nhiều, nhưng mà rồi là bạn sẽ nhận thấy là cái sự thành công xuất sắc trong cái mối quan hệ giữa hai bạn á. Trời ơi, lên quá là rõ thế này rồi. Trời ơi, Linh, cực Linh, hay nhất tụi ba. Spend quality time together, sắp tới các bạn sẽ gặp nhau, sum họp đoàn tụ gặp nhau, gặp nhau trực tiếp, hoặc là bạn sẽ thấy một cái sự kết nối vô cùng rõ ràng, thân thiết, nhiều cái tình cảm, cái cảm xúc dành cho nhau vô cùng rõ ràng. Đây, có nhiều cặp đôi là dành thời gian cho nhau rõ hay dành hành động cho nhau rõ, không còn là lời nói mà nó sẽ là hành động. Oh my god, các bạn sẽ yêu đời hơn rất là nhiều ha. Yêu nhau và sẽ dẫn tới cái việc yêu đời hơn, yêu mọi thứ, yêu mọi người xung quanh, yêu những gì đang có, hay yêu chính mình nhiều hơn. Tụi ba ban đầu qua tưởng ít cảm xúc ha, ai ngờ tụi ba là người mà lãng mạn nhiều hơn người ta luôn. Cái tình cảm của các bạn tụi ba còn lãng mạn nhiều hơn người khác, mặc dầu ban đầu thấy khô khan vô cùng ha. Heal. Cái người này được chữa lành nha mọi người. Và có sự công bằng cho bạn luôn. Wow. Đây là một người, người này sẽ là cái người điều khiển dẫn dắt mối quan hệ nhiều hơn. Đây, người này có năng lượng của Emperor. Người này có thể là cái người mà điều khiển dẫn dắt mối quan hệ của hai bạn nhiều hơn là bạn á. Nhưng mà cũng sẽ có sự công bằng cho bạn ha. Tình cảm của hai bạn có nhiều, nếu mà trước kia có những cái vấn đề khúc mắc á, thì sẽ được chữa lành nha mọi người. Bạn cũng được chữa lành luôn, người này cũng được chữa lành luôn. Và bạn thấy cái justice, thấy sự công bằng trong cái mối quan hệ của hai bạn. Người này có cái tính cách của The Emperor, cho nên đôi khi là bạn thấy là họ có nắm quyền nè, họ kiểm soát mối quan hệ nhiều nè, và họ kiểm soát rất nhiều thứ ở họ. Bạn thấy không? Giống như đôi khi bạn cứ nghĩ rằng là họ không có nhìn thấy, nhưng thực sự là họ nhìn thấy hết mọi thứ ha. Có nghĩa là trong mối quan hệ của hai bạn, bạn suy nghĩ gì, bạn ra sao, bạn cứ tưởng là người này không biết nhiều, nhưng thực sự biết hết, biết rõ. Người này rất là để ý, bạn nhìn cặp mắt rất là to ha. Cái người này có tính cách là cuộc đời của họ, mọi thứ họ đều kiểm soát hết. Như thế này là cũng khổ tâm nha mọi người. Ví dụ như là công việc nè, cuộc sống nè, tiền bạc nè, rồi mối quan hệ xã hội vân vân, thì cái người này sẽ rất là kiểm soát luôn. Họ luôn kiểm soát bản thân của họ hàng ngày á. Như thế này là bạn thấy họ có cái sự áp lực của họ, có cái sự khổ tâm của họ ha. Thì tại vì mình sống á, mà mình xuôi dòng á, mình buông thả lỏng á, thì mình mới không khổ tâm. Chứ còn mọi thứ mình đều rất kiểm soát thì cái nội tâm của mình nó sẽ rất là nặng. Đây cũng là một người có thể từng trải nhiều hơn các bạn, hoặc là cái tuổi họ hơn các bạn ha, trải nghiệm trải đời nhiều hơn. Ok, mình xin kết thúc thông điệp nha. Bye bye.